thì bạn nhìn sau lưng mình đó bạn sẽ thấy một cái logo không bút hot box bạn biết không từ lúc mà mình làm cái biển hiệu này nãy lên á trời má ơi vô nó cướp nó ăn nó cướp nó đập phá uh, cái nhà hàng của mình quá trời luôn trời, này thì nó... hai chương nhà hàng của khoa park đã bị trộm cướp 4 lần thiệt hại lên đến tiền tỷ trên trang cá nhân khoa park bức xúc cho biết từ lúc đăng tin tuyển dụng rửa chén nhặt sau 1,2 tỷ năm xong lên bảng hiệu nhà hàng ba mặt tiền là bao nhiêu trộm cướp bên mỹ nó dắt tay nhau kéo qua houston texas này đi phỏng vấn xin việc hay sau đó mới man bác khổ cái tụi nó toàn đi xin việc lúc một hai giờ sáng không mấy ông bà mẹ giờ đó có ai phỏng vấn đâu thế là tụi nó cậy cửa vô sinh luôn tôi nể đội nhiệt tình sai mê công việc của mấy ông nội bên mỹ này thiệt cá biệt có ông còn dẫn cả bạn gái đến xin rửa chén lúc 2 giờ sáng không có ai mở cửa thì nó với bạn gái phá cửa vào dinh luôn máy kéo chân của tôi về kéo chân cho bạn gái nó luôn má cay quá giờ máy đâu kéo cảng chân đầy mấy ông dù nhà hàng của khoa bắc đã lắp 30 cái camera nhưng vẫn không khiến những kẻ lạ mặt lo lắng hay sợ hãi camera lắp 30 cái cho vui thôi mấy man tụi nó chả thèm phá camera hay vô hiệu hóa gì như phim mỹ hollywood mấy ông hay xem đâu tụi nó nhìn vô camera cười thách thức danh hài nữa bất lực có thằng con vô danh luôn 16 cái camera nữa cho nó máu chiến nam youtube bờ tiết lộ nhìn tụi trộm nó đập phá vào nhà hàng để trộm cắp tôi không buồn mà nhà hàng lầu do người việt mới 30 tuổi xây dựng lên để cạnh tranh với tụi tàu tụi hàn tụi nhật trên đất mỹ thì lại bị chính người việt đâm trọt tị nạnh xỉa sói phá hoại tôi mới thấy thất vọng đó mới man khoa Park bày tỏ được biết nhà hàng của khoa park nằm trên đường belize nằm ở phía tây houston bang texas vị trí này được nam youtuber rất tâm đắc bởi rộng rãi và có đông người về qua lại. Trước đó, Khoa Bắc từng thông báo tuyển dụng 20 nhân sự quản lý, lễ tân, phục vụ, nhặt rau, cắt thịt, rửa chén, pha nước lẩu, quản lý chất lượng bếp, thu mua cho nhà hàng của mình tại Mỹ. Đáng nói, yêu cầu anh đưa ra không hề cao nhưng mức lương lại khiến nhiều người choáng vắng. Ví dụ, nhân viên nhặt rau, rửa bắt được Khoa Bắc trả mức lương lên đến 400.000 đồng mỗi tiếng, khoảng 96 triệu đồng tháng và gần 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Điều kiện là các nhân sự phải lưu trú hợp pháp và được phép lao động tại Mỹ.